Hôm nay hai vợ chồng mình đi ăn đi ăn ở nhà hàng châu Á cả nhà. Ở đây là cái tiệm Sakura đó, cho nên là ảnh kêu cho chai bia Sài Gòn bia với lại cái món này bị high sticks anh. Canela grill in the cart đó. Cái nhà hàng này cũng được lắm đó nha. Hợp với music, good appetite shot. Toàn bộ cảnh của nhà hàng đây cả nhà.